Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin thể thao của Kakao Sport, nơi chúng tôi sẽ mang lại cho các bạn những thông tin mới nhất xung quanh thế giới thể thao. Không để mọi người chờ lâu hơn nữa, hãy cùng đến với bản tin ngày 24 tháng 10. Cucurella ghi điểm với ban lãnh đạo Chelsea. Kepa muốn ở lại Real Madrid. Tình thế trái ngược của Maguire và Sancho tại Man United. Yuki Tsunoda lên cơn đau tim tại trạng USGP. Từng được xem là người thừa tại Chelsea, nhưng chấn thương của một số cầu thủ tại câu lạc bộ này đã mở ra cơ hội để Cucurella chứng minh tài năng. Không phụ lòng tin của Pochettino, đồng thi đấu ngày càng ổn định. Điều đó khiến cơ hội ở lại Stamford Bridge của Cucurella ngày một trở nên sáng sủa hơn. Fabrizio Romano mới đây đã có đôi chút chia sẻ trên podcast của mình về tương lai của hậu vệ người Tây Ban Nha. Cucurella từng là một trong số những cái tên có khả năng rời Chelsea vào tháng riêng. Tuy nhiên với phong độ như hiện nay, huấn luyện viên Pochettino có lẽ nên cân nhắc lại quyết định của mình. Tôi không dám khẳng định tương lai của cậu ấy, nhưng tôi có thể nói rằng cậu ta rất chuyên nghiệp. Ngay cả khi thương vụ chuyển đến Man United đổ bể vào mùa hè qua, Cucurella không hề phàn nàn mà chỉ tập trung cạnh tranh cho một vị trí chính thức trong đội 1. Cả Pochettino lẫn ban lãnh đạo đều rất hài lòng với thái độ của cậu ấy. Chia sẻ trong buổi họp báo mới đây, thủ thành Kepa cho biết anh muốn gắn bó với Real Madrid trong tương lai. Ở lại Real Madrid ư? Tất nhiên rồi, tôi rất muốn. Nhưng giờ chưa phải lúc đàm phán. Tôi cảm thấy rất tích cực sau 3 tháng ở đây. Mùa giải vẫn còn rất dài và chúng tôi sẽ đánh giá lại tình hình vào cuối mùa. Kepa hiện đang thi đấu cho Real Madrid dưới dạng cho mượn từ Chelsea đến hết mùa giải. Robert Sanchez là người được chọn để thay thế, nhưng cựu thủ môn của Brighton chưa bao giờ đem lại sự an tâm cho đội nhà. Theo lời nhà báo Ben Jacob, Chelsea hiện đang theo dõi nhất cử nhất động của Aaron Ramsdale từ Arsenal. Ramsdale hiện đã mất suất bắt chính vào tay David Rea, và chính bản thân anh cũng thổ lộ rằng mình cần nhiều thời gian thi đấu để có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết Euro 2024. Maguire và Sancho đều gặp phải khó khăn chung ở mùa giải năm nay, đó là mất vị trí trong đội hình chính thức của huấn luyện viên Erik ten Hag. Nhưng thay vì giận dỗi và lên mạng xã hội phản bác như người đàn em, Maguire hành xử rất chuyên nghiệp và đang thi đấu ngày một tốt hơn. Trái lại, Sancho vẫn giữ nguyên quyết định không xin lỗi huấn luyện viên trưởng và thời gian của anh tại Old Trafford đã sắp hết. Fabrizio Romano thừa nhận, Man United hiện đang tìm cách bán đi Jadon Sancho ở kỳ chuyển nhượng sắp tới. Tuy nhiên, họ cũng hiểu rằng khó có đội bóng nào sẵn sàng trả số tiền lớn để mua Sancho trong tháng 1. 90% Sancho sẽ ra đi, 10% còn lại tôi sẽ giữ lại cho những biến số, bởi trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Trước đó, đã có những thông tin xuất hiện rằng Luka Modric sẽ rời Real Madrid khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Tin đồn trên xuất hiện trong bối cảnh tiền vệ người Croatia đã không còn được thường xuyên ra sân thi đấu cho Los Blancos vì dấu hiệu tuổi tác. Giám đốc điều hành Real Madrid, Jose Sanchez mới đây đã phủ nhận những thông tin trên. Chúng tôi chưa có cuộc nói chuyện chính thức nào với các quan chức phía Saudi Pro League về trường hợp của Luka. Nhưng chúng tôi cũng muốn thông báo rằng câu lạc bộ không hề có ý định để anh ấy rời đi vào lúc này. Cựu cầu thủ Man City kể lại câu chuyện hài hước khi còn khoác áo Man City dưới thời huấn luyện viên Manuel Pellegrini. Tôi vừa trở lại tập luyện sau chấn thương cùng toàn đội và cũng biết sẽ khó có cơ hội đá chính ngay từ đầu. Thế nên khi trở lại khách sạn, tôi nghĩ mình sẽ xả hơi một chút vì đằng nào cũng không thi đấu. Một ly, hai ly rồi thành ba. Cuối cùng tôi đã uống đến 10 ly trong buổi tối. Nhưng đến sáng hôm sau, tôi nhận được tin rằng mình sẽ được thi đấu do có người bị thương. Từ lúc chào đời cho tới thời điểm đó, tôi chưa bao giờ lo lắng tột độ đến vậy. Tôi đã phải nói dối ông thầy của mình rằng, sếp à, em chưa sẵn sàng, gân khoe của em chưa bình phục. May mắn sao, lại có người có thể bù đắp vị trí trong đội của tôi và tôi không cần đến sân nữa. Dù đây là câu chuyện hài hước, nhưng việc uống rượu trước khi thi đấu không còn là điều xa lạ nữa, đặc biệt là với các cầu thủ đến từ Nam Mỹ. Tại trạng đua USGP, đội đua AlphaTauri đã giành được Fastest Lap ở vòng đua cuối cùng. Nhưng câu chuyện của Tsunoda mới để lại nhiều chú ý cho khán giả. Tsunoda cho hay anh đã gặp phải đôi chút vấn đề về tình hình sức khỏe trước diễn biến căng thẳng của cuộc đua. Thành thật mà nói, tôi đã bị đau tim trong thời gian thi đấu bởi vì tôi nghĩ xe của mình gặp đôi chút trục trặc ở động cơ. Sau khi được thông báo qua radio rằng chúng tôi sẽ có cơ hội giành được Fastest Lap, tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút nhưng vẫn còn đó những áp lực. Rất may là chúng tôi đã giành được nó, toàn đội rất vui vì kết quả này. Như vậy là các bạn đã cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý nhất 24 giờ vừa qua. Đừng quên bấm vào nút đăng ký để ủng hộ ekip kênh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả.
Hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình điểm tin tiếp theo.